trong các mô hình bếp ăn tập thể, thì bếp ăn cho trẻ em trong các trường học cần được quan tâm đặc biệt. Chỉ cần những sơ suất nhỏ như rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đồ ăn nhiễm vi sinh vật, bát đũa rửa không sạch là sức khỏe của hàng loạt trẻ em có thể bị ảnh hưởng vì hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và không đủ sức đề kháng. Ý thức được điều này nên một vài năm trở lại đây, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn bán trú luôn là tâm điểm chú ý của cả nhà trường, cơ quan chức năng và các bậc phụ huynh. Tuy không có cơ sở vật chất quá khang trang, sạch đẹp, nhưng một phần lớn các bếp ăn trong trường bán trú ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều đạt chuẩn là bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ nhiều năm nay, vườn rau xanh ngắt, rộng hàng nghìn mét vuông này là nguồn rau sạch tự túc của trường tiểu học Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các loại rau mồng tơi, rau muống, ngọn bí, rau làng đều được trồng theo phương pháp hữu cơ, nghĩa là không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân đạm bao giờ. Rau lớn lên là nhờ bàn tay chăm sóc của cán bộ, giáo viên và toàn bộ học sinh trong trường. Con theo cô là con rất yêu thích vườn rau của trường và một tuần con chăm sóc một tuần là 3 buổi ạ. Và các ngày thứ hai và thứ tư, thứ sáu ạ. Con theo cô tại vì vườn rau của trường thì làm cho con những việc mà con có thể làm được ạ. Ví dụ như một tuần thì thứ hai thì con nhổ cỏ ạ. Thứ tư con tưới cây và thứ sáu con bắt sâu ạ. Rau xanh là loại thực phẩm luôn bị báo động đỏ về chất lượng vệ sinh, an toàn. Ở huyện Đông Triều, hầu hết các trường có bếp ăn bán trú đều tự túc được nguồn rau sạch nhờ có vườn rau trong khuôn viên mà không phải lo lắng về nguồn gốc rau, về nguy cơ rau tồn dư hóa chất hay trồng trên môi trường ô nhiễm như các loại rau bán ngoài chợ. Những vườn rau sạch này là một trong những nét ưu trội nhất của các trường bán trú ở nông thôn, miền núi so với các trường ở trung tâm thành phố, thị xã, nơi có quỹ đất hạn hẹp. Khu nhà bếp của trường mầm non ở một địa phương vùng sâu là xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tuy không khang trang, rộng rãi, nhưng lại được bố trí khoa học thành 4 khu. Khu sơ chế thô bên ngoài, khu sơ chế trước khi nấu, khu chế biến và khu chia đồ ăn. Mô hình bếp ăn xây dựng theo nguyên tắc một chiều này nhằm loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn chéo từ đồ ăn sống sang đồ ăn chín của trẻ. Thì cái này hàng năm thì nhà trường vẫn chỉ đạo với bên chuyên môn, tức là mỗi năm thì các cô phải khám sức khỏe đôi lần, tức là khám sức khỏe hai lần ấy trong một năm. Và hàng năm thì đều có sự phối hợp với trung tâm y tế huyện tập huấn cho các cô về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, về khâu chế biến rồi là đảm bảo làm sao cho các cháu mà để các cô là chế biến làm sao cho vệ sinh đảm bảo với yêu cầu. Thiết bị nhà bếp ở đây không có gì nổi bật nhưng lại đảm bảo vệ sinh. Xong nồi bát đũa sau khi rửa sạch được xếp ngăn nắp trong tủ kính hoặc để trên kệ khô ráo thoáng mát. Vì chưa có máy hấp bát đũa nên nhân viên ở đây phải tiệt trùng dụng cụ theo phương pháp thủ công là luộc trong nước sôi. Chúng tôi cũng đầu tư các cái trang thiết bị như là tủ hấp cơm, hay là các cái thiết bị như là chạn mà để nồi niêu, hay là chạn bát, hay là những cái máy xay thịt. Và những năm trước thì chúng tôi cũng đầu tư về các cái hệ thống như là máy xay sinh, như là máy xay sữa đậu đấy. Thế nhưng là đến năm tới thì chúng tôi cũng có cái hướng nữa là họp với các bậc phụ huynh là đầu tư thêm vào cái hệ thống cho thiết bị nhà bếp, đó chính là cái tủ hấp bát cho các cháu thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Ở bếp ăn này, học sinh được ăn cơm nấu theo phương pháp hấp chín, chứ không phải là nấu bằng xoong thông thường. So với cơm nấu thì cơm hấp không có cháy, rất mềm dẻo,
chứ không cứng và khó ăn như cơm nấu. Cơm hấp rất tốt cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Chính vì vậy, nhà trường đã đầu tư gần 20 triệu đồng để mua hệ thống máy hấp cơm này. Các nhân viên nhà bếp hàng năm đều được tập huấn đầy đủ về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn gốc thực phẩm là một yếu tố rất quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở trường mầm non này, các loại thực phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng. Việc mua thực phẩm đều được nhà trường đặt hàng với công ty cung cấp. Trong thời điểm dịch cúm gia cầm bùng phát như hiện nay, bếp ăn này đã nói không với gia cầm lông để tránh nguy cơ nhiễm bệnh cúm gia cầm nguy hiểm sang học sinh. Thì nhà trường thì trong cái đầu năm học, năm nào cũng vậy, cũng đều có một cái nhiệm vụ là luôn thống nhất là đầu năm và cuối năm đều có cái việc là họp và gặp gỡ với các cái nhà và các cái tổ chức mà cung cấp thực phẩm cho nhà trường. Thì đều họp và để rút kinh nghiệm về những cái công trong một suốt một cái quá trình để mà mình chăm sóc phục vụ cho các cháu, về cái trách nhiệm của đôi bên giữa nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm, và có hợp đồng cam kết trách nhiệm để đảm bảo làm sao cho các cháu là đảm bảo theo cái vệ sinh an toàn thực phẩm mà không có hiện tượng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Bếp ăn trong trường bán trú không chỉ có chức năng cung cấp bữa ăn cho trẻ mà còn thực hiện nhiệm vụ cân bằng dinh dưỡng, điều chỉnh cân nặng cho trẻ. Chính vì vậy, thực đơn được xây dựng hàng ngày dựa trên nguyên tắc đa dạng thực phẩm và cân đối dưỡng chất. Nhìn qua cũng thấy các thực đơn đa dạng, cân bằng mà giáo viên sắp xếp cả tuần cho học sinh. Trong cái vấn đề tình hình về dịch thì nhà trường cũng rất là quan tâm. Thì nhà trường cũng là hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm, tức là họ sẽ làm cho mình là sạch sẽ rồi. Và thì là khi mà đến với mình là thực phẩm tươi sống nhưng cũng đã được làm sạch sẽ, sơ chế qua rồi, mình nhận thực phẩm đó. Mình kiểm nghiệm qua cái phần thực phẩm xem là cái độ tươi ngon của họ. Thế là mình nhận vào mình chỉ sơ chế nấu nướng thôi chứ không phải làm nữa. Chứ không phải nhập nguyên con nữa mà mình nhập luôn là thực phẩm sạch luôn. Tại Hà Nội, không phải 100% các trường có bán trú đều có điều kiện tổ chức bếp ăn trong nhà trường. Việc phải ký hợp đồng với các nhà cung cấp suất ăn cho học sinh cũng khiến các trường khó kiểm soát được dinh dưỡng, chất lượng thực phẩm. Điều phụ huynh lo ngại nhất là các con vốn ở nhà đã lười ăn rau, thì ăn cơm hộp ở trường càng dễ xảy ra tình trạng này. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát về thực trạng mất cân bằng dinh dưỡng của trẻ em ăn ở trường bán trú. Kết quả cho thấy có tới 52% học sinh thường xuyên ăn rau, củ, quả, số còn lại không ăn thường xuyên. Thậm chí có 10% học sinh không bao giờ ăn rau củ. Cũng có một số bạn đấy là cũng thích ăn rau, thì đến bữa ăn là cứ nhè ra, hoặc là có những bạn thì rất là tinh nghịch là chút ra nó bắt bạn. Nhưng mà vẫn bị các cô quan sát và nhìn thấy, các cô cũng động viên bảo là ăn cái rau này môi nó sẽ đỏ ra này, má nó sẽ hồng lên này, thế con ăn thử xem nhá. Đây này con nhìn bạn đây này, bạn ăn rất là ngon đúng không? Thì mình ăn thử một giống bạn xem nào, thì cũng dần dần con cũng quen. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường mầm non có cơ sở vật chất khang trang, nhưng nhân viên nhà bếp vẫn chưa thể định lượng bữa ăn thế nào là đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh. Đội ngũ các cô nuôi của trường cũng chỉ cân đo các bữa ăn theo định tính. Trong khi đó, Đông Triều, Quảng Ninh lại là địa phương đi đầu cả nước trong việc ứng dụng phần mềm tính toán dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ theo các số liệu sẵn có của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Với phần mềm này, tổng lượng dinh dưỡng trẻ nạp vào hàng ngày qua bữa ăn đều được cán bộ ở đây tính toán tỉ mỉ bằng phần mềm tự động, để từ đó cân đối và điều chỉnh trọng lượng cơ thể trẻ.
Từ khi có cái phần mềm này nó giúp ích rất là nhiều trong cái môi trường giáo dục mầm non. Cái thứ nhất là nó quy định cái khẩu phần ăn cho các cháu nó chuẩn. Chính vì vậy cái công việc hàng ngày của chúng tôi nó rất là giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như nó có sẵn rồi, chúng tôi tính sau đó là chi, ví dụ như cái phần chi trợ nhà bếp thì nó sẽ đạt cái mức ví dụ như từ 680 đến hơn 700 calo cho các cháu hàng ngày. Chính vì vậy cái nhu cầu của các cháu khi đến trường mầm non, cái đầu vào có thể là các cháu chúng tôi cân đo 1 năm khám sức khỏe của cháu đầu vào đầu ra. Khi mà đầu vào có thể là có những cháu suy dinh dưỡng, nhưng mà qua cái chúng tôi theo dõi bằng cái tháp đồ dinh dưỡng và tuyên truyền bậc phụ huynh kết hợp với gia đình và nhà trường. Chính vậy cái lượng mà ví dụ suy dinh dưỡng đầu năm và giữa năm cuối năm giảm rất là nhiều. Và cái phần mềm nuôi chít hiện nay thì chính là cái trợ giúp đắc lực nhất cho các nhà giáo và cho các trường mà có các bếp ăn tập thể, là cái tính khẩu phần ăn cho trẻ. Tính khẩu phần ăn cho trẻ không chỉ là để đáp ứng về cái nhu cầu về sức khỏe cho trẻ, mà nó còn có là một cái chức năng nữa là cái thông tin phối hợp giữa nhà trường với lại các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh luôn luôn biết là con em mình là được hưởng thụ những gì ở trường và cần những gì ở gia đình. Thì đây là một trong những cái cách để mình kết nối giữa nhà trường với gia đình để chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Ở Đông Triều, các trường mầm non bán trú hầu hết đều có bếp ăn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng những cán bộ được tập huấn và am hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên trong nhiều năm qua, tại các trường học bán trú trên địa bàn huyện Đông Triều, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, không có hiện tượng dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong trường học. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là điều kiện quan trọng giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Phụ huynh của nhân dân, người ta trông chờ vào nhà trường cái gì? Đối với các trường bán trú thì người ta trông chờ vào một cái sự an toàn, trông chờ vào một cái sự giáo dục toàn diện, một cái gì đó mà các bậc cha mẹ người ta quan tâm nhất. Cũng như mình với một chức năng là các bậc cha mẹ thì cái điều quan tâm hàng đầu chính là cái an toàn cho trẻ. Trước thực trạng các bếp ăn tập thể đang bị báo động đỏ về vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay, thì mô hình bếp ăn bán trú ở một vài xã khó khăn của huyện Đông Triều, Quảng Ninh đã chứng minh một nguyên lý. Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ không thể chỉ xuất phát từ điều kiện kinh tế của địa phương, mà quan trọng hơn là xuất phát từ cái tâm của những người làm giáo dục. Với tinh thần tự giác hành động vì sức khỏe và thể chất của thế hệ mầm non đất nước.